Hello chào mọi người đến với tập cuối cùng của Life Is phần 3. Có thể nói rằng là mình đã phải ức chế với cái end và mình phải lên Google các kiểu ấy để tìm cách để có xem là có cái end cuối cùng không. Và mình đã tìm thấy cái end cuối cùng của lũ này. Đó chính là ấy, bạn muốn được cái good end của cái này ấy thì bạn phải cho con này lên trên level 12, tức là phải level 12 trở lên ấy. Thôi phải ngồi cày cuốc cho này lên. Thì mình đã ngồi cày cuốc lại và con này lên 12 rồi. Ok. Thế là bây giờ mình sẽ phải đánh nhau với cái thằng này. Đập cho nó sấp mặt đi. Đập đi. Tay đôi luôn. Không ngại. Mình level cực cao luôn, sợ gì thằng này chứ. Ok, sao thắng rồi. Rồi, ngon quá. Rồi, tuyệt vời quá. Tôi đã thất bại ư? Có thể là tôi đã đánh giá thấp một sức mạnh của con rồng. Sớt Sớt anh có ổn không? Đúng vậy, cảm ơn Efi. Nhìn anh có vẻ khá là mệt đấy, hãy cẩn thận. Cái gì? Tôi không có ý gì về việc xin sự tha thứ đâu. Bởi vì tôi chính là người đến đây để xin lỗi. Xin lỗi ư? Nó không thể thay đổi được thứ nào được. Nó có thể, chắc chắn là nó sẽ không thể rồi. Tôi không quan tâm nếu mà cô tiếp tục ghét tôi như vậy. Tôi đã nói rồi với cô sau tất cả. Và về cái việc gia nhập băng đảng ư? Không, tôi đã gia nhập với chúng. Cô nhìn thấy được cái dấu ấn ở trên tay tôi chứ phải không? Vậy thì việc gì? Cô đã nói dối về việc tiền nó quan trọng hơn tất cả chúng tôi ư? Bởi vì nó vẫn là sự thật. Cậu đã lừa dối tất cả mọi người để có thể lấp đầy việc túi tiền của cậu. Rất là đến gần rồi nhưng mà vẫn chưa đủ. Tôi phải giữ tiền. Tôi phải tiết kiệm tiền bởi vì tôi để chết bởi vì lý do khác. Ý anh là sao? Tôi đã nói chuyện với cả thủ lĩnh của băng đảng. Nói với cả họ là chúng ta đã ăn trộm tất cả mọi thứ. Tôi đã ăn trộm về những thứ mà chúng ta đã ăn trộm từ chúng. Và tôi đã nghĩ là chúng đã giết tôi. Nhưng mà chúng nói là tôi có thể trả nợ. Và chúng sẽ tha thứ tôi tất cả mọi thứ chúng đã làm. Nó khá là một thứ khá là lớn khi mà chúng đã hỏi như vậy. Tất nhiên rồi. Đừng có nói là cậu gia nhập băng đảng đấy chỉ để trả nợ tất cả chúng ta ư. Đừng có cắt tất cả mọi thứ và chỉ nhận được kết quả như thế chứ. Vậy tại sao cô không nói với chúng tôi về việc này? Nếu mà tôi làm thế thì tôi sẽ không còn cái gì cả. Tôi không thể nào mà hỏi các cậu đi cùng với tôi được. Tôi sẽ làm các cậu đi xuống. Tôi không thể nào. Tôi đã ghét đủ thứ để lấy đi sự tự do của các cậu đủ các cậu rồi. Vậy thì số tiền mà cậu đưa cho chúng tôi là gì? Chắc chắn là cậu không thể nào mà lấy được ngần đó sau khi mà vào gia nhập mới gia nhập chứ. Stitches. Cái vết thương ở bên cạnh cậu là gì? Tôi muốn đủ số tiền các cậu để có thể đi được ra khỏi đây. Vì thế tôi đã gia nhập băng đảng để tôi không thể đi đâu nữa. Tôi cần rất là nhiều tiền và tôi cần nó ngay lúc đó. Vì thế tôi đã bán một phiên thận của tôi vì cái số tiền đấy. Bán thận là có thật bà con ơi. Bán thận là có thật bà con ơi. Cái gì? Tôi phải xin lỗi với cô vì đã nói dối. Nó khá là không thể tin được để nó khá là không thể để trốn thoát được những gã đó. Nếu mà tôi nói chúng là tôi đã ra khỏi khi mà trả những số tiền đấy thì chúng sẽ đánh tôi rất là nhiều. Vậy thì tôi chỉ tìm ra một cơ hội và chạy trốn. Nếu mà chúng tìm thấy tôi chắc chắn chúng sẽ giết tôi. Thủ lĩnh của bọn chúng có một vài liên kết và có vài kết nối với cả những người ở cao tầng có quyền nữa. Vì thế tôi đã thay đổi tên của tôi và nhận dạng của tôi mỗi khi tôi di chuyển và không thể nào ở quá lâu ở một nơi nào đó. Và sau đó và vì việc đó tôi cần tiền. Tại sao lại vì chúng tôi? Tại sao cậu lại không bao giờ nói với chúng tôi? Vậy thì tôi đã làm gì khoảng suốt khoảng thời gian này? Thứ tôi đã làm với cậu vì tức là những gì tôi làm cậu vì cái gì? Hãy quên nó đi, cô vẫn có thể tiếp tục ghét tôi mà. Đó chính là sự thật mà, đó chính là sự thật khi mà tôi nói dối với tất cả mọi người. Và tôi đã nói dối với tất cả những kẻ mà và tôi nói dối càng nhiều với những thứ đấy thì tôi nói dối để bảo vệ những người tôi nói dối để bảo vệ mọi người. Nhưng mà thứ bẩn thỉu như là lời nói dối sẽ không thể nào bảo vệ không thể chứng tỏ cách mà cậu nói ra bảo vệ mọi người được. Chúng chỉ là sử dụng những ý nghĩa nó chỉ sử dụng để những ý nghĩa, thứ để có thể bao bọc lại thứ mà cậu muốn giấu mà thôi. Con người để cậu lại và ghét cậu bởi vì cậu không thể nào làm điều đó bởi bản thân cậu. Cậu đã làm tất cả mọi thứ mà cậu có thể. Hả? Hứ, sức mạnh của tôi. Điều này không nghĩa là tôi đã bảo vệ bỏ tha thứ cho anh đâu anh trai.
một cái máy bay trực thăng một ngày nào đó ở một nơi nào đó. Tôi sẽ không hân hạnh mà gặp lại anh một lần nữa, chắc chắn rồi. Chúng ta quá cao. Vậy thì chúng ta có thể đợi tí, có thể chúng ta sống sấp hơn được không? Tôi đã nói với cậu là không được nhìn ra ngoài rồi mà. Vậy tôi phải nhìn cái gì chứ? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa đâu. Hay để tôi cho một tầm nhìn nữa chứ. Ôi không, tầm nhìn tôi đang bị mất dần, tôi không thể nhìn thấy. Đừng có nói những thứ như vậy ở ngay phía trước Cyril chứ. Hẹn gặp lại Theo. Hẹn gặp lại Theo. Nó có ổn không khi mà để mọi thứ như vậy? Được. Đó chính là cách mà họ đã sống với cuộc sống của mình. Và đây chính là cuộc sống mà tôi đã chọn để sẽ sống. Tôi hiểu. Yes. Có vẻ như là thứ tệ hại nhất suốt cả năm nhỉ. Vậy thì tệ hại thứ nhì là gì? Thứ mà tôi đã ăn 3 ngày trước. Cái thứ cỏ gì đó. Wow. Nó khá là rất là tệ nhỉ. Hãy đi thôi. Ok. Sức mạnh của tôi đã quay trở lại và tôi có thể dọn dẹp tất cả những lời nói dối. Cái gã giàu có đó đã rất là buồn vì đã mất đi cái artist của hắn ta. Tôi tự hỏi nếu mà tôi không nói về hắn ta đó chính là một cái đồ giả dù sao chăng nữa. Này, nhanh lại Effie, tôi sắp đóng cửa rồi đây. Để đã Theo. Mình đang chờ. Ê. Sao màn hình màu đen này? Game ơi. Hello. Light it. Rồi. Tuyệt vời quá. Phê quá. Vậy là quá khứ của thằng này đã sáng tỏ này. Tất cả mọi thứ mà thằng này muốn đã sáng tỏ. Và lý do tại sao là thằng này có con này bên mình, tại vì thằng này muốn một ai đó thể lấy toàn bộ lời nói dối của hắn ta. Và thằng này thì nó có một cái vết ở trên tay là dấu hiệu băng đảng, nó muốn giấu đi tại vì nếu phát hiện thì nó sẽ bị băng đảng nó đuổi và sẽ giết. Về qua hoàn thành game rồi, đủ tất cả các end của Light. Bad end có. Mình không ngờ game có bad end. hơi nhìn những lời nói dối kìa. Yeah. Phê quá, như thằng phê cần ý. Bạn nào muốn hiểu kỹ về cốt truyện thì mình có thể sẵn lòng giải thích đấy. Cảm ơn cậu vì đã chơi game. Cảm ơn bạn vì làm ra một cái game ức chế như thế này. Mình cứ tưởng là nãy là cái end cuối cùng cho đến khi mình google cả đống ra mình mới thấy. Ui dồi ôi. Tôi cuối cùng đã có thể ăn được lời nói dối của anh rồi Theo. Vậy thì tôi nghĩ là tôi đã chiến thắng rồi. Tôi không gọi nó là một tôi không coi nó là một giải một cái thứ để tranh đấu đâu. Tôi luôn luôn tự hỏi vài thứ. Cậu đã ước anh đã ước cái gì để làm cho tôi xuất hiện vậy Theo? Lời nói dối mà tôi nói thì chúng nó không bao giờ đi và nó sẽ luôn tồn tại và nó sẽ luôn luôn tồn tại bên cạnh tôi. Vì thế tôi đã làm một điều ước để gọi cô. Vậy thì anh vẫn tiếp tục nói dối ư? Đúng vậy. Một kẻ lừa đảo sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của hắn ta nếu mà hắn ta luôn luôn thành thật phải không? Thứ. Được rồi, về việc này thì tôi sẽ không nói dối tới cô một lần bất kỳ một lần nào nữa. Thật ư? Đúng vậy, hứa đó. Vậy thì anh có thích tôi không? Tôi không ghét cô. Vậy thì tôi yêu anh, Tèo. Tôi yêu cô. đây là cái end thực sự. Nhìn vào nó kìa. Cao ai vai. Tại sao lại không thể thế này chứ nhở? cao ai vai thôi. Ê, bỏ nút room này. Xếp cái. Để... không, mình dịch nút. Bỏ nút room này mình sẽ dịch đi. Ok, đây là lúc mà con kia xuất hiện. Ảnh này. Bad end này. Ui dồi. Đây gì? Cái hình ảnh của Eno nhỉ? Cái hình ảnh của Eno nhỉ? Đây, Bad end đây. Good end đây. No more. Đây là chính xác là đây là no more end thì phải. Nhìn thằng này khóc của mình thì mất đi tất cả những người thân mà nó có. Bad end. Con này vẫn đi theo thằng này. Mình thấy bad end nó đỡ hơn cả normal end ấy. Vậy thì dù sao con này vẫn đi theo thằng này, con này không chết ý. Đúng rồi. 23 tuổi. Ok. Có vẻ không khác gì mấy ngoại trừ mấy cái thông tin về lũ này.
Một vài cái nhạc. Vậy thì đó chính là Light It phần 3. Cả 3 phần mình đã chơi xong rồi. Và sắp tới thì mình có một cái game mà cực kỳ hay mà mình đã chờ từ cái lúc trailer nó có cơ. Mặc dù là một game kinh dị. Ôi mẹ ơi. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu về game kinh dị mình sắp chơi là gì thì tên nó là Yomiuri Night Alone. Kể về một cô bé ở trong một thị trấn toàn ma quỷ và mình phải tìm chị gái của nó. Đấy. Thì đây là câu chuyện như thế. Ôi thì game đấy mình là thật là kinh dị mà nổi rồi. Không phải kinh dị ở về phần nào mà kinh dị về cái phần mình phải chạy trốn những con quái vật và né và giải đố ấy. Đố của nó khá đau não. Rồi, gặp lại các bạn ở trong game đấy. Goodbye.